Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Từ đầu năm đến nay, những vấn đề xoay xung quanh giải thưởng Kim Ưng luôn là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Mới đây thì Đài Hồ Nam đã công bố danh sách ứng cử viên dự đoán sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng năm nay, trong đó Dương Tử là sao nữ thuộc top có khả năng cao nhất. Theo đó, danh sách ứng cử viên nữ thần Kim Ưng năm nay được chia ra làm hai bảng. Bảng đầu tiên là top có khả năng cao sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng, bao gồm Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cô Lực Na Chát. Bảng thứ hai là top dự bị bao gồm Angelababy, Triệu Kim Mạch, Lý Thấm, Quan Hiểu Đồng, Lý Nhất Đồng, Giang Sư Ảnh, Hồ Cẩn Ngôn. Trong số 3 sao nữ nằm ở top có khả năng cao thì Dương Tử được cho là người có cơ hội lớn nhất. Không chỉ có phim lên sóng Đài Hồ Nam mà thành tích cô nàng thu về cho nhà đài cũng rất tốt. Thêm vào đó, với lợi thế lưu lượng cao hơn hẳn những sao nữ khác, việc trở thành nữ thần Kim Ưng dường như đã chắc chắn nằm trong tay Dương Tử. Tuy nhiên, dù biết việc Dương Tử trở thành nữ thần Kim Ưng là xứng đáng, thế nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra cực kỳ lo ngại. Nguyên nhân là bởi những bộ trang phục được thiết kế cho các nữ thần Kim Ưng thường khá kén dáng mặc. Ngay cả người đẹp như Tống Thiến năm 2022 cũng bị dìm tơi tả. Chính vì vậy, với dáng người kém đẹp như Dương Tử, cư dân mạng lo ngại cô nàng sẽ bị chê. Hiện tại thì cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao trước danh sách đề cử nữ thần Kim Ưng do Đài Hồ Nam đăng tải. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức được nhận chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc. Bên cạnh những lời khen ngợi và chúc mừng, nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên không xứng đáng với chức danh mới này vì vấn đề học vấn của cô. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, bản thân nữ diễn viên không đủ điều kiện học đại học mà chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp kỹ thuật. Mặc dù vậy, xét trên nhiều phương diện, chức danh mới của nàng Tiểu Hoa là hợp lý. Hà Bắc chính là quê hương của nữ diễn viên, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh ở đây hoàn toàn tốt, nhận được nhiều sự yêu mến cùng sự ngưỡng mộ bởi đời tư trong sạch và sự nghiệp thành công. Đứng trên tư cách nghề nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã có gần 10 năm trong nghề, dắt túi không ít bộ phim đình đám và chỗ đứng vững chắc trong showbiz, không có nhiều mối quan hệ quen biết khi mới vào nghề, nên cô nàng đã phải hoạt động rất chăm chỉ, nỗ lực và bền bỉ để từng bước vươn lên trở thành tiểu hoa hàng đầu lứa 85 như hiện nay. Việc Triệu Lệ Dĩnh nhận chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh có xứng đáng hay không, có lẽ cần nhìn vào cách làm việc của nữ diễn viên trong thời gian sắp tới. Chuyển sang một tin tức khác. Dịch Dương Thiên Tỷ vướng scandal dùng đặc quyền để vào biên chế nhà nước, nam diễn viên gây bức xúc khi im lặng nhiều ngày qua. Theo QQ, trước scandal, trang cá nhân của Dịch Dương Thiên Tỷ có 90.123.000 người theo dõi. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nam diễn viên sẽ trở thành nghệ sĩ thứ 5 trong giới giải trí chạm mốc 100 triệu fan sau Hà Cảnh, Tạ Na, Dương Mịch, Angelababy. Tuy nhiên, do vướng scandal sử dụng đặc quyền khi thi cử, lượng người theo dõi của Dịch Dương Thiên Tỷ giảm 60.000 lượt. Chỉ trong ngày 10 tháng 7, nam ca sĩ mất 10.000 người hâm mộ. Theo QQ, bên cạnh những khuất tất về con đường học vấn, thái độ im lặng không giải thích của Dịch Dương Thiên Tỷ cũng gây bức xúc. Ngoài ra thì phía ngôi sao em của thời niên thiếu lại sử dụng quyền lực ngầm, xóa các bài viết nhóm Hot Topic bàn luận về anh cũng như các chủ đề có liên quan. Các hot search về Dịch Dương Thiên Tỷ và quá trình thi vào biên chế của nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc đều bị xóa khỏi thanh tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng Dịch Dương Thiên Tỷ và đội ngũ phía sau vi phạm quyền tự do ngôn luận, điều hướng dư luận. Theo QQ, đây là sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỷ, trước đó con đường công danh của ngôi sao mới X luôn suôn sẻ. La Vân Hy gần đây đang trong thời gian nghỉ ngơi, chưa gia nhập đoàn làm phim mới. Gần nhất, nam diễn viên khoe ảnh chụp cùng Doraemon vô cùng dễ thương. Nhìn qua thì có vẻ vóc dáng của La Vân Hy đã được cải thiện hơn, hy vọng anh sẽ có được sức khỏe tốt nhất trước khi đóng phim mới. Địch Lệ Nhật Ba mới đây chia sẻ đoạn video với style siêu lạ trên Weibo. Cô nàng diện bộ đồ màu xanh, đeo kính đen, tóc rối bù, nước da sẫm màu và đôi môi trầm. Nhìn Nhật Ba tự dìm thế này, fan thật sự cạn lời. Có vẻ như cô nàng không ngại đánh mất hình tượng của chính mình. Bạch Lộc dạo gần đây đã thực hiện một bộ ảnh quảng cáo mới. Nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo của Bạch Lộc đã được người hâm mộ khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, trong một tấm hình khoe chân thì có chút lạ vì đôi chân của cô nàng trông nhỏ xíu, nhỏ đến mức khó tin. Không ít netizen cho rằng ở tấm hình này Bạch Lộc đã photoshop quá đà, khiến chân biến dạng đến không nhận ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.